Xem tử vi về tuần mới, bước qua ngày mai, tức là ngày thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, thì tốt những con giáp sau đây là những con giáp thuộc con cưng của thần tài, rất dễ trúng số độc đắc, phú quý đến tận nhà, tài lộc theo chân, tiền vàng rủng rỉnh. Và theo tử vi dự báo trong ngày mai, tức là ngày 28 tháng 10, thì những con giáp dưới đây là những con giáp kiếm bộn tiền, làm chơi chơi, tiền cũng đầy két. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Dậu. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi Dậu là con giáp thông minh chăm chỉ, họ sở hữu chỉ số IQ rất cao và có chỉ số trí tuệ cảm xúc cũng rất lớn. Với con giáp này là con giáp có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm. Với người tuổi Dậu thì được biết là người có tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo, đôi khi người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ và cứng đầu. Với người tuổi Dậu là người cũng rất dũng cảm, độ lượng, được rất nhiều người yêu quý. Và theo tử vi dự báo, khi bước vào ngày mai, tức là ngày thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, thì người tuổi Dậu rất dễ trúng số độc đắc, phú quý đến tận nhà, tài lộc luôn theo chân, tiền vàng rủng rỉnh khi bước vào ngày 28 tháng 10. Và tử vi dự báo là ngày mai, ngày 28 tháng 10, thì người tuổi Dậu sẽ được dự báo là bước vào thời kỳ đỉnh cao của tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trên con đường sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn ở trong công việc hiện tại. Trong khi đó thì với người ấp ủ lý tưởng kinh doanh, có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp, trải qua nhiều khó khăn trong công việc của họ, sẽ đạt được những thành quả nhất định trong cuộc sống. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Thân. Với người tuổi Thân thì bẩm sinh là nhanh nhẹn, tinh anh. Đồng thời, con giáp này nhìn nhận mọi sự việc tương đối chính xác do là có một tư duy linh hoạt. Và khi bước vào ngày mai, tức là ngày thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, do được thần tài soi chiếu, không những là sự nghiệp có bước tiến vượt bậc mà tài vận cũng thăng hoa nở rộ. Vận thế của người tuổi Thân ngày càng vượng phát, chỉ cần con giáp này nắm bắt được cơ hội thì việc trở thành những đại gia lắm tiền nhiều của là Thân đã nắm chắc trong tầm tay. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba là con giáp người tuổi Mùi. Trời sinh những người tuổi Mùi là người hiền lành, không ngừng học hỏi và biết thay đổi về bản thân để thích ứng với môi trường sống mới và tạo ra nhiều thành công mới. So với con giáp này thì người tuổi Mùi là người biết mình là ai, họ luôn hiểu được việc nếu như không cố gắng nỗ lực thì không bao giờ có thể thành công. Ngoài ra thì Mùi là một con giáp xông pha, dám đối mặt với thử thách để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình trong cuộc sống. Và theo tử vi học có nói thì khi bước qua ngày thứ sáu, tức là ngày 28 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, thì những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng được cải thiện một cách đáng kể. Đặc biệt là tài vận của Mùi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Với người làm ăn kinh doanh thì có khả năng giàu có, càng làm việc càng thành công, đầu tư một sinh lời mười. Nếu may mắn sẽ trở thành đại gia trong năm nay. Ngoài ra thì Mùi sẽ gặp được quý nhân giúp cho cuộc sống của Mùi ngày càng thăng tiến lên rất nhiều. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Sửu. Trời sinh những người tuổi Sửu thì luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công, suy nghĩ và tìm cách để giải quyết, không chịu đầu hàng trước số phận. Với sự cố gắng của Sửu được mọi người công nhận, càng về sau thì con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng mang lại lợi nhuận cực kỳ cao trong cuộc sống. Và theo tử vi dự báo là trong ngày mai, tức là ngày 28 tháng 10 là ngày hợp vía thần tài của Sửu, nên Sửu nhận được rất nhiều may mắn đến dồn dập, vận số đỏ lên hương, tình tiền đều viên mãn. Với những người mà làm ở vị trí lãnh đạo thì là người có tầm nhìn xa trông rộng, với những kinh nghiệm dày dặn
giúp cho họ đưa ra những quyết định chính sách mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Nhờ vào những yếu tố này nên Sửu có được một dự báo là một trong top những con giáp có số phát tài trong ngày mai là ngày 28 tháng 10, với những khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau ngày càng sung túc và đủ đầy. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ năm đó là con giáp người tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tuất thì thuộc típ người văn võ song toàn, và mệnh cách của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Dù thời trẻ thì con giáp này không gặp may mắn, nhưng cùng với năm tháng vận khí ngày càng tốt lên. Và theo tử vi dự báo trong ngày mai là ngày 28 tháng 10 thì cho dù là đại tài hay tiểu tài thì tiền bạc lúc nào cũng như nước ào ào đổ vào túi người tuổi Tuất. Đồng thời con giáp này cũng sẽ có được một gia đình hòa thuận ấm êm, đủ nếp đủ tẻ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ sáu đó là con giáp người tuổi Mão. Mão là một con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách cảm thông cho cuộc sống, và luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đền đáp. Chính sự thiện lương tử tế ấy của Mão khiến cho họ được bề trên hết lòng yêu ái, ban cho vô số những cơ hội để họ trở thành con giáp giàu sang hơn người. Và theo tử vi dự báo, khi bước vào ngày mai, tức là ngày 28 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, thì người tuổi Mão sẽ là con giáp có bước tiến ngoạn mục trên con đường sự nghiệp. Chẳng những thăng chức tăng lương và kiếm bộn tiền, Mão còn khẳng định được tài năng của mình trước cấp trên. Từ đây thì tương lai sẽ sáng lạng, lắm của nhiều tiền sẽ đeo bám mãi không thôi. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ bảy đó là con giáp người tuổi Tý. Theo tử vi trong ngày 28 tháng 10 năm 2022 về dương lịch thì đường công danh của Tý rộng mở, có thêm nhiều mối làm ăn giúp cho ví của Tý lúc nào cũng chật căng. Họ không chỉ mở ra con đường sáng lạng ở tương lai của mình mà còn tạo một bước ngoặt thay đổi cuộc đời, tham gia vào các lĩnh vực mới, tự thử thách chính bản thân mình để Tý khám phá những khả năng tiềm ẩn trong cuộc sống. Vậy nên chỉ cần bước qua thời gian này thì người tuổi Tý rất dễ dàng đổi đời một cách ngoạn mục. Nghèo mấy cũng thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách, tình tiền của Tý cũng viên mãn, ấm êm, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và từ ngày 28 tháng 10 này trở đi thì đường công danh rộng mở, có thêm nhiều mối làm ăn mới giúp cho ví tiền của Tý lúc nào cũng chật căng. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 8 đó là con giáp người tuổi Tỵ. Đối với người tuổi Tỵ, dù là nam hay là nữ đều là những con giáp khôn khéo, mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ ham mê của mình. Họ có thể chấp nhận tất cả những thử thách của cuộc đời, vất vả lắm phen cũng không phần ngại tiến về phía trước để chớp lấy những thời cơ. Tỵ hãy vững tin, bởi dù ở hiện tại có khốn đốn đến mấy thì khi bước sang ngày 28 tháng 10 năm 2022 về dương lịch thì nhờ được thần tài theo chân, bạn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu lộc lá của cả trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Tỵ ào ào như thác. Lúc ấy Tỵ muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tỵ hãy vững tin, bởi dù hiện tại có khốn đốn đến mấy, nhưng khi bước qua ngày mai ngày 28 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, chắc chắn thần tài sẽ theo chân bạn. Từ đó bạn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.